Dạ vâng, em Sốp Hải đang lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì em lại tiếp tục xin giới thiệu tới các bác về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ong lội. Thì đi chi tiết về cái chiếc thùng nuôi ong này để cho các bác cùng tham khảo. Thì đầu tiên thì cũng xin giới thiệu tới các bác là về cái nguyên liệu để làm nên chiếc thùng ong thì được làm bằng gỗ gạo 100%. Đấy, gỗ gạo đã được ngâm qua xử lý gỗ nhé. Đấy, khi được ngâm kỹ từ 6 đến 8 tháng thì các bác mua cái thùng này về thì cái thứ nhất là khi sử dụng là nó sẽ không bị cong vênh. Và cái thứ hai nữa đặc biệt là nó sẽ không bị mối mọt. Đấy, cái tỷ lệ cái tuổi thọ của chiếc thùng nó sẽ cao hơn là cái gỗ mà không được qua xử lý ngâm rất là nhiều. Đấy thì đây là những cái phôi này các bác ơi. Đấy, phôi đóng vào thành một cái khung như thế này. Đấy, và sau khi hoàn thiện xong thì nó sẽ thành như thế này. Thì lát em giới thiệu cho các bác là về cái thùng hoàn thiện. Còn về kích thước tiêu chuẩn của cái chiếc thùng nuôi này thì ở cái trong lòng, chiều trong lòng sử dụng cái cầu ấy, thì nó là 42,5 cm, còn chiều cao nó là 27 các bác nhé. Còn ở cái mặt bên dưới thì thường thường bên nhà em là sẽ ghép cho các bác là từ 3 đến 4 tấm này. Đấy, coi là gỗ nhỏ thì 5 tấm. Đấy, với cái phần dưới đáy này thì càng ghép nhiều thì càng tốt. Đấy, gỗ nó không bị co ngót xé các bác nhé. Còn về cái phần trước cửa đây thì sẽ làm một cái chiều cửa nó còn khoảng cách là nó tầm khoảng 7 phân để các bác bỏ cái máng ăn vào để được các bác nuôi ong khi đến cái mùa phải cho ong ăn si rô đường. Còn về phía đằng sau đây các bác này, phía đằng sau thì sẽ rạch cửa sổ cho các bác như thế này. Đấy, cửa sổ đây, đối với rạch cửa sổ như thế này thì vừa mới làm một cái lưỡi cưa các bác nhé. Đấy, vừa một cái lưỡi cưa thì khi các bác sử dụng thì cái thứ nhất là tất cả những cái con vật ấy, đấy, ví dụ như con thạch thùng hoặc là những cái con côn trùng nó không chui được vào thùng. Đấy, một bác khách đang điện mua thùng ong thì lát nữa em sẽ điện lại cho các bác. Còn về cái phần đáy đây thì đây là những cái chi tiết mà đáy được xẻ ra như thế này. Đấy, xẻ ra đây các bác này. Còn về cái xưởng đóng thùng ong thì đây là cái xưởng của gia đình. Đấy, khi các bác mua ấy, thì cái thứ nhất là giá cả là sẽ mua được cái giá tại xưởng, không qua trung gian. Đâm ra là các bác yên tâm. Đấy, cái thứ nhất là giá cả nó rất là rẻ các bác nhé. Còn về khu vực đây các bác này, đây là những cái chiếc thùng mà đã hoàn thiện này các bác này. Đấy, hoàn thiện thì thùng hoàn thiện xong như thế này thì bây giờ còn trà nữa, còn một công đoạn là trà chiếc thùng này nữa thì mới gửi tới tay các bác. Còn mỗi một chiếc thùng như thế này thì các bác mua là sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách ngăn. Đấy, để phục vụ cho các bác là tránh cái tình trạng ong loe ra bên ngoài. Đấy, còn về cái chiếc thùng này thì chiều dày của nó rơi vào tầm 1,6 phân cho tới là 1,7 phân các bác nhé. Đấy, hàng này thì cực kỳ là dày, ổn định cho các bác khi các bác sử dụng này. Đấy, đối với cái thùng dày như thế này thì các bác nuôi ong thì về mùa hè là nó rất là mát và cái mùa đông ấy thì nó rất là ấm. Còn với nguyên liệu gỗ gạo này thì giá cả của nó thì nó rất là rẻ bởi vì nó là cái nguồn gỗ tạp, cũng là cái nguồn gỗ rất là thích nghi cho đàn ong phát triển ở bên trong. Còn về xưởng đây thì đầy đủ tất cả các loại máy móc để hoàn thiện đây một chiếc thùng nuôi ong. Thì hiện tại bây giờ đang là cái mùa khó khăn nhất trong cái nghề nuôi ong mật ấy, thì bên cơ sở là đang có chương trình là giảm giá cái thùng nuôi ong này khi các bác đặt hàng bên cơ sở em. Đối với bác nào mà có nhu cầu về cái chiếc thùng nuôi ong ở trong cái vụ hè lần này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp trong bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.